Tiếp tục thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ngày 1 tháng 11, Quốc hội họp phiên toàn thể tiếp tục thảo luận các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có báo cáo. Quốc hội dành cả ngày thảo luận các nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cùng báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số 101 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu Quốc hội tập trung đóng góp các giải pháp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Cho ý kiến vấn đề này, đại biểu đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng trình Quốc hội ban hành luật hoặc nghị quyết về phát triển vùng, tăng cường liên kết vùng làm cơ sở pháp lý cho việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng trong các nghị quyết về phát triển vùng. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần có giải pháp đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, kiến nghị Chính phủ có kế hoạch tập trung hoàn thiện thể chế cho lĩnh vực đầu tư công, đồng thời cần phân cấp mạnh hơn và ban hành kịp thời các tiêu chuẩn định mức liên quan đến đầu tư công để địa phương thực hiện. Mặt khác, đại biểu cũng đề nghị cần thiết kế gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trước mắt là cần khơi thông các nguồn vốn từ ngân hàng thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất và nới lỏng điều kiện cho vay vốn, tiếp tục đồng hành chia sẻ những rủi ro đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội còn đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng Tiền lương Quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động, bảo đảm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.